Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ có một màn nâng cấp áo giáp thêm một lần nữa ha. Không rồi, mình đã sử dụng bộ giáp cho random và khám phá tương đối tốt rồi. Nhưng mà nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình chế thêm một cái món giáp nữa mà nó cho mình một siêu năng lực. Đấy, và cái bộ giáp này thì nguyên vật liệu nó sẽ cần đến những cái netherite mà xịn sò này nè. Hôm qua thì mình khám phá mình có được một cái netherite nhện, rồi netherite con quỷ lửa nè. Mình cần phải làm thêm khá là nhiều đây. Nào là netherite vàng 4, ok, làm luôn 4 vàng 1 netherite là làm được netherite vàng đúng không ta? Chính xác, làm luôn ha. Đây, xong. Giờ tiếp theo thì mình cần phải có netherite của mấy cái con dưới biển nè, tinh thể lăn trụ biển. Có luôn, cái gì chứ, cái này là mới có hôm qua. Đây, netherite tinh thể lăn trụ biển. Lắm. Kế tiếp là netherite ender. À, cần ngọc ender ha. Cái này thì khá là dễ rồi. Công thức rất là quen thuộc luôn. Cho vô ngọc ender. Và còn thiếu gì nữa? Mình còn thiếu 3 loại nữa. Netherite wither. Ồ, nó cần hẳn một cái đầu wither luôn nha. Hơi mắc rồi đó, bắt đầu nó mắc từ rồi đó. Netherite wither. Rồi. Rồi tiếp đâu cục đâu? Đây. Rồi tới netherite phantom. Ok, phantom 2 cái da. Bữa nay là bữa dùng netherite nhiều nhất của mình luôn á. Rồi, và netherite cuối cùng là netherite lông. Oh no, lông mình không có. Bây giờ mình kiếm một vài con gà mình vặt lông nó ra mình lấy thôi, chứ mình không có lông gà. Đúng thứ mình đang thiếu luôn. Bây giờ không chỉ gà có lông đâu, hình như những cái con chim nó đậu vòng vòng đây nó cũng có thể rơi ra lông á. Mình thử nha. Ui thôi, xong rồi, mình lỡ sát hại một con chim vô tội rồi. Không thấy gì hết. Bây giờ mình cần phải tìm gà cơ, tại vì săn gà thì mới có lông được. Thiệt luôn á, lúc trước mình không nghĩ là sẽ cần tới lông gà đâu. Bây giờ cần không biết tìm đâu ra nè. Mình thử mình qua cái ngọn núi này coi. Gà cũng có thể sống trên núi đó. Thử qua đây. Cúc. Có con gà nào đây không? Có hộp giống nè. Cúc. Rồi luôn, hiểu luôn nghe. Không có con gà nào chỗ này rồi. Thiệt luôn á, mình không nghĩ cái netherite cuối cùng là cái netherite nguyên vật liệu mình đang thiếu luôn. Sukana thiệt chứ. Thử vô đây. Mình có linh cảm là trong đây sẽ có đấy. Đạp xuống. Gà đâu ta? Bé gà ơi, ra đây đi. Anh không thịt cưng đâu, anh chỉ lấy lông cưng thôi. Ra đi mà. Có đây không? Bé cưng gà có đây không? Rồi luôn, hiểu luôn. Không có đây rồi. Tới hồi lắm luôn á. Lúc mà mình không cần tìm gà, nó xuất hiện đây. Shit nữa thì bỏ qua. Con gà này nó ngụy trang khá là tốt nha. Ta sẽ khen cưng bằng một nhát chém. Nhé cưng. Núp kỹ thì núp kỹ, nhưng mà mình vẫn phải lấy lông thôi. Ui no, nó chỉ có 3 cái lông thôi. Lông mình cần với tới 5 lông lận. Năm lông nữa mới đủ. Gà đâu? Có một đàn gà rồi, mình nghĩ trong cánh rừng này sẽ còn thêm vài đàn gà nữa. Cố lên. Ồ mà gà làm gì sống dưới nước, quên, nhìn trên mặt đất thôi. Ở đây còn có những cái con nai nữa nè. Có những con nai vàng ngơ ngác ở đây nữa. Không có đây rồi. Chẳng lẽ nguyên một cánh rừng này chỉ có một cái đàn gà đó thôi sao ta?
Mình nghĩ không đâu. Nó đang núp đấy. Nó đang núp. Không thể nào chấp nhận được. Qua đây. Xuất hiện nào, xuất hiện nào, những con gà. Cái số mình ngộ lắm nha. Mình tìm con gì là y như rằng là nó núp ha. Thấu điều ha. Muốn tiệt chủng luôn á. Thì mãi mới thấy được một đàn gà mà mình thịt thì không có đủ lông. Lông gà có công thức chế tạo không? Không có công thức chế tạo. Thiệt luôn á, bây giờ lông gà mà mình còn không có nữa. Nhà thám hiểm gì kỳ. Ủa cái này. Ê, mình gặp cáo, mình gặp cáo nè. Mình chưa gặp gà nhưng mà mình gặp cáo nè. Âm cưng. Ui, 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 mình lỡ nên trúng rồi. Oh no, oh no. Xin lỗi, xin lỗi. Mình thử thu phục cáo thử coi. Ăn cáo. Ăn, ăn em ơi. Ý, được lắm kìa. Ủa đúng không ta, hay là mình. À nhưng mình chỉ đút cho ăn thôi à. Ồ, hình như mình cho ăn là mình nhân giống lên á. Ồ mà cái chỗ có cáo thì chắc không có gà đâu, tại vì cáo đi săn gà mà. Trời ơi, nhiều khi bây giờ trong bụng em cáo đó chắc ha, cả đống lông rồi đó, kiểu như ăn nguyên con luôn mà. Ăn gà nguyên con. Hèn gì dùng này không còn còn gà là phải rồi. Bị mấy em cáo thịt hết còn gì nữa. Thịt gà là món khoái khẩu của cáo đấy. Toan mình rồi. Không biết bây giờ phải tìm cái vùng nào nữa đây. Chắc mình phải né cái vùng rừng gỗ Vân Sam ra thôi. Tại vì trong đó ưa có mấy em cáo ăn gà lắm. Trong đó chắc không còn đâu. Ngồi luôn, bữa nay là tìm gà phiêu lưu ký nha. Không biết chừng nào mới đủ lông gà mang về nhà làm giáp đây nè. Thường thường trong làng cũng có một số ngôi làng á, người ta nuôi gà. Nhưng mà không phải ngôi làng này rồi, ngôi làng này nuôi cừu rồi. Vẫn chưa có tìm được bất kỳ cái con gà nào gần đây luôn á. Số gà bây giờ hiếm vậy ta. Phải chi lúc đầu mình nuôi gà thì bây giờ có phải đỡ khổ hơn không? Phải chi. Rồi đây là. Ủa cái này là. À, hình như đây là ngôi làng dưới lòng đất. Nè bác dân làng vô làng luôn nè. Hôm nay lần đầu tiên là mình thấy dân làng vô ngôi làng dưới lòng đất á nha. Mấy bác này cứ giấu vô một mình thôi. Có phòng riêng biệt luôn nè. Không biết là dưới này mấy bác có nuôi gà không? Có nuôi mèo. Nuôi lạc đà. Mấy bác có nuôi gà không? Cho cháu xin vài con với. Mấy bác dân làng ơi. Rồi cái mồi này là mấy bác dân làng không có nuôi gà rồi. Nếu mà có nuôi gà thì nó sẽ nghe tiếng cục tác là mình phát hiện ngay. Không có nuôi rồi. Sao mấy bác cứ để ngọc lục bảo trong rương á nhờ? Để vậy dễ mất lắm. Thôi đừng có để vậy nữa. Mất như chơi đấy. Mấy bác này còn có cái thư viện nữa. Rồi vô thư viện của mấy bác coi. Không có rương à? Ôi có. Con rương đây này. Sách sắc bén luôn. Khá đấy. Chắc là trong làng không có gà rồi. Trở lên trên ta. Ê, những con quả này. Đừng có lắc đầu, đừng có giả bộ ngây thơ vô số tội nha cưng. Thời tới rồi. Đây rồi. Những con quả đen nó vẫn rơi ra lông nha. Quả đen nhưng mà rơi ra lông màu trắng. Anh muốn ma Canada vậy? Phải chứ mình biết. Ây ui, biết sớm là nãy giờ đỡ khổ hơn không. Hồi nãy cánh rừng kia nhiều quả lắm. Tại mình sợ lại gần nó mình xui á, nên mình không có ở lại lâu. Nãy mình thử mình thịt một con ai dễ rơi ra lông thật à. Thôi giờ chỉ cần đi săn quả thôi, đổi mục tiêu à. Gà xuất hiện đi, mình chuyển sang săn quả rồi.
mấy em gái đừng có núp nữa, anh không săn mấy cưng đâu. Cho anh gặp mấy cưng đi. Mấy cưng quả ơi. Về nhà chế tạo thôi, đây rồi. Nè Ủa? Như thế thiếu gì? À đúng rồi, mình hết Netherite rồi. Thiệt cái tần luôn. Ngương đây, trong đường vẫn còn trong chuyến khám phá dưới lòng đất mình còn nè. Mình sẽ bỏ vô lại đây. Tạo Netherite lòng mà không có Netherite à, bó tay luôn. Rồi bây giờ thì chính thức mình đã đủ để làm cái Netherite lòng rồi. À, trong đây mình có tới tổng cộng là 8 loại Netherite khác nhau đúng không? Và mình cần phải có nguyên một nguyên vật liệu quan trọng hơn nữa, đó chính là sao Nether nè. Mình sẽ đặt ở chính giữa. Còn những cái Netherite thì mình sẽ bao bọc xung quanh nha. Đó, giống như vậy thì nó sẽ làm ra được một cái Netherite Ultimate. Yes. Và với cái Netherite Ultimate này thì mình sẽ tận dụng luôn cái ổn mình đang có nè. Mình sẽ ghép nó lại theo công thức giống như vậy để làm ra ổn Ultimate. Và với cái ổn này thì nó sẽ cho mình cái khả năng, đó chính là bay lượn nha. Tại vì chỉ có cái ổn thôi nên nó chỉ cho mình phép, cho phép mình khả năng bay á. Mình thì cũng đang thiếu khả năng này nên mình nhất quyết là phải lấy được cái ổn này cho bằng được á. Và cái signal này thì mình sẽ cho tạm nó cái ổn cho random của mình vô để lắp tạm vô thôi. Còn mình sẽ mặc ổn Ultimate. Và ten, mình sắp được bay rồi. Để mình test thử coi mình có thực sự là bay giống như là cái thông tin mà set đồ này nó để không nha. Bay được nè. Yes. Vậy là bây giờ mình không cần phải tốn những cái pháo hoa nữa rồi. Tiết kiệm được rất là nhiều luôn á. Còn về giáp thì cái giáp này nó cũng tương tự như giáp Netherite thôi à. Được cái là nó không có bị hư thôi. Nó bền á. Tại vì nó ghép từ rất là nhiều foil Netherite lại mà. Nên nó sẽ rất là nhiều độ bền luôn. Vậy là mình đã xong được một công việc á. Việc trong ngày hôm nay rồi. Công việc thứ hai của mình là mình sẽ làm cái cánh cổng dẫn tới thế giới Abyss á. Nhưng mà trước khi làm cánh cổng thì để mình chế tạo ra một cái giống như là cái hộp quẹt để mình kích hoạt cổng địa ngục vậy đó. Còn cái này nó cũng có một cái hộp quẹt chuyên dụng ha. Abyss. Cái hộp quẹt này nó lạ lắm. Đây nó dài dài. Nó cần hộp quẹt thường, sắt và một xô nhung nham nha. Hộp quẹt thường thì chắc mình phải làm rồi. Mình sẽ làm luôn một cái xô đi. Để mình múc lava. Đây, bây giờ thì mình sẽ lần lượt đi tìm những thứ. Đó chính là cục đá lửa trước. Hôm qua đi qua địa end mình gặp quá trời hộp quẹt luôn mà mình quên lượm mất. Để bây giờ mình đi tự làm cái hộp quẹt nè, cực chưa? Ủa sao không thấy sỏi ta? Ủa sao không thấy sỏi? Ê? Ui lạ thật. Ủa mình nhớ gần nhà mình có sỏi mà. Ở đây nè, đây nè. Trời đất ơi. Cho cục đá lửa coi. Rồi con này. Thì ra ngươi chọn cái chết. Mình đã có được cái hộp quẹt rồi. Bây giờ thì mình còn thiếu cái xô nhung nham thôi. Để bây giờ mình xuống cái công trình gần nhà mình. Mình múc nhung nham ha. Cho nó mau. Công trình đường xuống nó đâu bên đây nè. Cái lỗ đâu rồi ta, cái lỗ. Đây, cái lỗ đây. Lâu quá không vô. Rồi đi xuống dưới. Múc đúng một xô thôi là mình làm được cái hộp quẹt rồi. Mình nói cái hộp quẹt cho nó quen thuộc thôi ha. Chứ thật ra cái tên của nó là tên tiếng Anh, mình không có nhớ rõ. Đây. Cho vô đây. Cho sắt vô. Cho hộp quẹt vô. Là được cái kích hoạt rồi. Rất là đơn giản luôn. Bây giờ công việc còn lại là bay lên trên và xây cho mình cánh cổng Abyss thôi nào. Hy vọng là mình sẽ chế tạo đúng nha. Mình rất là lo về nhiều Reaper quá. Chẳng lẽ giờ mình thả rồng ra, đóng cửa lại cho nó biết mùi như thế nào để sức mạnh của rồng mình quá. Hơi bị nóng. Mình sẽ xây cánh cổng Abyss ở ngay vị trí này đi ha. Cho nó gần gần nhà mình xíu. Ê. Đừng có lỡ đây. Đừng có lỡ đây mà.
Không có tiếp đâu, tầm này không có tiếp mấy người đâu. Xây nó khúc nào vậy ta? Xây nó... nó ngay góc nào cho đẹp nhờ. Mình có 12 cột thôi nên xây cũng phải tiết kiệm xíu. Đây, xây ngay đây đi. Ui, ui, thôi, thác dùm thạch này nó đập khá là nhanh. Không sao. Ủa con nào đốt vậy? Trời, đốt tầm bậy tầm bạ, trái nhà, trái cây người ta. Hết chuyện, giỡn gì, ai giỡn gì? Giỡn gì không có vui. Rồi, mình đã xây thành công cái cổng Abyss rồi. Và bây giờ mình sẽ thử kích hoạt coi coi có được hay không nha. Yes. Ôi. Ui, nó lây lan cái đất gì kìa. What the hell? Cánh cổng này ghê quá. Mình chỉ mới kích hoạt cánh cổng thôi mà đất ở xung quanh cánh cổng nó đã bị hóa đen rồi. Nguy hiểm thiệt. Không dẫn chơi được. Mình chưa quăng bởi mà nó đã nguy hiểm đến như vậy rồi. Cuốn sách bây giờ nó vẫn chưa có mở ra kiến thức gì hết. Và mình sẽ gắn cho mình một cái totem up time ha. Gắn vô. Ủa totem up time mình phải cầm hay sao á? Kích hoạt khi mà mình dưới 3 trái tim. Vậy là mình cứ để trong người thử xem. Hoặc là để đây. Coi coi nó có được hay không ha. Rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị hành trình để đi qua cái thế giới Abyss thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên của mình, nên hy vọng là khi qua đó mình sẽ an toàn và tìm được những công trình đầu tiên ha. Let's go. Hồi hộp quá. Cái gì vậy? Mới vô mà nó cho mình gặp boss rồi. Elder. What the? Cái gì vậy? Hiệu ứng sợ hãi nè. Ôi bây giờ nó rất là nhiều hiệu ứng xấu vô người mình rồi. Ôi đừng mà, đừng làm mình sợ. Ôi sao cháy, cái này cháy nha. Nó có cái gì vậy? Pha lê Abyss. Mới vô là mình thấy hơi ớn rồi đó. Có khoáng sản luôn nè. Đây là những cái Loran. À cái này là những cái hoa mình cũng có thể farm được. Nhọn nhọn ở đây nè. Nhọn nhọn. Chắc nó chưa biết mình rồi. Có con mắt nè. Mắt đây làm một cái nhẫn ha. Và giữ lại. Đây mình sẽ farm thêm một con nữa để mình làm cái nhẫn luôn. Trong tương lai. Rồi vừa đủ làm nhẫn rồi nè. Không farm nó nữa. Coi trong hang này còn gì không. Đây là một cái hang cục rồi. Chắc bây giờ mình sẽ đào lên trên để kiểm tra coi phía trên cái chỗ mà mình xuất hiện này, nó là con boss có phải hay không nha. Chứ mình thấy thanh máu boss. Ủa mất tiêu rồi. Mất thanh máu rồi. Ôi hình như con boss nó đi chỗ khác rồi. Nó không thấy mình lên. Nó đi chỗ khác rồi. Cũng đỡ gì cũng đỡ. Ui sợ thiệt cơ chứ. Mới vô thôi, mới qua thế giới Abyss thôi mà mình thấy nó bắt đầu khắc nghiệt rồi đó. Mình không có biết chính xác phía trên này là đất liền hay là thứ gì không nữa. Kìa, mình nghe, mình thấy tên của con nhện kìa. Con nhện mà tên Scorpion ta. Mình nhớ Scorpion hình như là con bọt kẹp mà. Chứ phải con nhện đâu. Rồi tới đất rồi nè. Mình lấy cái xẻng ra mình đào. Rồi. Oh my god. Thế giới này tràn ngập bóng tối thôi. Con quái bên đây nó chia làm level nha. Con zombie bên kia kìa là zombie level 3. Để cho nó biết những màu là sức mạnh. Ơ sao nó biến thành người ơi. À không, cái này là mới là zombie nè. Người là khác nữa. Ở đây có một người tên là Sylvia. Oh, Sylvia nói chuyện với mình nè. Hello Wanderer. Some raptor kill my friend Marion. I want revenge. I'm not strong enough to kill them. Wanderer, can you help me?
If you kill one, I will give you a bunch of experience. À, kiểu như bạn của cái bạn này là bị mấy con quái đây nó giết rồi. Nhiệm vụ của mình là mình phải trả thù. Nếu trả thù được thì bạn ấy sẽ cho mình một cái gì kinh nghiệm, mà cái túi kinh nghiệm hay sao ấy. Tội nghiệp vậy. Được bạn ơi, cái gì chứ, cái này mình làm được. Rồi, The Raptor Killer. Hình như mình phải tiêu diệt con Raptor hay sao ấy. Và phần West ở bên đây nó có mở ra chưa ta? Nó vẫn chưa mở cho mình bất kỳ thứ gì hết á. Và bây giờ mình phải tìm cái con Raptor để trả thù cho bạn này hết ta? Hình như mình chưa ghi, mình quên, mình chưa có trả thù mà mình đòi tag a gift. Chưa trả thù mà mình đòi nhận quà là kỳ ơi, bậy ơi. Để bây giờ mình sẽ tìm cái con tên là Raptor ha. Đây có zombie thôi. Để mình bay lượn khám phá sơ sơ đây trước rồi đã. Tại vì muốn đi tìm boss các thứ thì phải khám phá địa hình trước ha. Nè, bên đây còn một bạn nữa nè. Cái vụ gì mà xét đánh ghê vậy? Bạn này tên là Marcus. Hello Wanderer, can you help me? Sao đây nhiều người cần giúp vậy? Tôi thực sự cần. I really need netherite ingot. Cho một cái kiếm mới. Bạn có thể tìm cho tôi một cái. Tôi sẽ cho bạn một cái áo giáp cực mạnh. Netherite. Netherite fire. Ui sao con nhỏ này mạnh quá. Netherite là cái nào? À là cái này hả? Là phôi netherite kết hợp với kim cương lửa. Oh, vậy là khi mà mình cho bạn này một cái netherite để bạn làm kiếm đúng không? Bạn sẽ cho mình một cái áo giáp cực mạnh. Mình nghĩ là cái áo giáp này nè. Mới qua thôi là mình đã thấy hai người có thể cho mình đồ rồi. Hấp dẫn thiệt sự. Tiếp tục. Lại xuất hiện thanh máu của con Elder. Nhưng mà mình không biết Elder là cái con nào. Abyssal. À, tên này là tên. Tên này đánh mình. Đánh mình thì mình farm nó luôn. Kiếm chuyện nhầm người rồi. Để mình tìm cái con Elder coi Elder là con nào vậy. Mình thấy thanh máu đó, mình không thấy nó cay thiệt. Ok, Scorpion là con bọ kẹp thiệt kìa. Đúng rồi, Scorpion kìa. Để mình coi ở đây có Carlos. Carlos cho mình cái giống gì. Ui, dùm bài. Dùm bài lão tét. Sẽ hỏi thử coi Carlos cần cái gì ha. Ui, bị mắc kẹt góc lắc rồi. Carlos ở trong góc lắc rồi. Thiệt luôn á, đây có mấy cái cây đụng vô có bị dính hiệu ứng khó chịu ghê. Mình không thấy Elder nè. Elder là con nào ta? Đây có cái lỗ gì đây? À, cái này là gỗ. Ui, cái thế giới này nó âm u quá à. Thiệt sự luôn, lần đầu mình khám phá một cái thế giới mà nó âm u như vậy luôn á. Còn nguy hiểm hơn là bên cánh rừng hoàng hôn nữa. Ui, mình nhặt được cây kiếm của cái thanh niên chiến binh kia luôn kìa. Rồi, đây là bạn này tên là gì đây? Lorenzo. Bạn này thì tìm một cái cổng trong một cái hang. Thì bạn ấy sẽ go back me cho tôi biết. À, kiểu như bạn này tìm một cái cổng thôi à. Thôi, khi nào mình... Cái gì nữa vậy? Crystal Golem. Sao nhiều boss quá mà mình không thấy boss ở đâu hết ta. Bực ghê. Thấy mau boss mà không thấy boss đâu hết. Không biết là nó núp ở đâu ấy. À, đây rồi. Mình đã thấy rồi. Crystal Golem level X hả? Thì ra nó giờ nghi núp đây. Ngươi muốn nói gì? Làm sao? Như nào? Để tôi coi đánh con cái chết. Nó đánh mình cái chết không? Ui. Đánh. Ui, nó mù lò. Mù lò. Đừng tưởng là boss. Boss là ngon. Đừng tưởng chiến binh là hung dữ hả?
Ủa sao đánh boss không cho bằng chân vậy? Sao kỳ vậy? Mình tìm nó cực mà, sao đánh nó không cho mình chân? Wow ghê á. Bên đây thì mình thấy nó có một cái chỗ gì giống như chỗ của những cái tên cướp làng á. Nè nè, lại xuất hiện thanh máu của tên Crystal Golem kia. Nước trong đây có độc hả? Mà may là với đội ủng ultimate thì mình có thể đi trên nước nên mình không có chạm chân dưới nước á. Không mà mình chắc mình cũng trúng độc chết queo rồi. Rồi đây là cái chỗ của những cái tên cướp bên thế giới Abyss hay sao nè. À có cái lồng spawn luôn. Sẽ đạp không cho nó đẻ trứng. Rồi đi lên. Đây là trên tán cây rồi, không có đồ hả? Oh no. Không có gì hết. Tưởng đâu trúng mánh ai vậy, không có gì luôn. Thử coi trong góc này có rương không. Trong đây không có rương luôn. Và bên đây á, cái kiểu thời tiết nó rất là lộn xộn nha. Bình thường mình không có thấy mưa nhưng mà nó cứ sét đánh rầm rầm vậy á. Và mình lại bị sợ hãi nữa rồi cơ. Thiệt, nó đúng kiểu gây khó chịu luôn á. Rồi đây có lòng spawn rồi, mình sẽ đập tiếp. Tại sao mình thấy lòng spawn, thấy các thứ luôn nhưng mà không thấy rương ta? Nó có rương hay không vậy? Mình thử mình đi xuống tầng thấp nhất luôn nha. Biết đâu đồ nó giấu ở tầng thấp nhất á. Lại có lòng spawn nè. Wow. Nè, không có cái rương nào luôn. Buồn thiệt chứ. Công trình gì ngộ nghĩnh ghê luôn. Có rất là nhiều cái tòa tháp giống như vậy nha. Nhưng mà mình không hiểu tại sao nó lại không có có đồ. Và cái thanh máu Elder lại xuất hiện kìa. Hồi nãy mình mới thấy đâu đây mà. Elder. Ui, bên này có một cái chiến binh linh hồn nè. Sao gua. Chiến binh linh hồn. Trâu nha, chiến binh linh hồn này trâu lắm. Chặt một cái không chết được. Kiếm ultimate mà chặt ba cái mới chết nữa. Ui, ví dụ mà mình không cầm kiếm ultimate chắc mình quýnh cả buổi trời quá. Cái trái tim linh hồn. Wow. Quá dữ luôn. Bên đây có một số chiến binh cực mạnh có thể chống lại cái kiếm ultimate của mình đó nha. Mình cứ tưởng kiếm ultimate của mình là one shot được hầu hết các con nhưng mà vẫn có một số con không one shot được. Bắt đầu thấy căng thẳng rồi đó. Để mình bay thêm vài vòng ở đây coi coi nó có gặp công trình gì khác không nha. Trời, ví dụ cho tiền mình vô cái nhà này ở mình cũng không dám đâu. Xung quanh gì đâu mà nhìn thấy ớn à. Thiệt luôn, nhưng mà chắc ở đây vẫn có dân làng sống nè. Mình nghe tiếng mở cửa luôn. Oh hello bác dân làng. Lâu lắm mới gặp bác luôn á. Đây lâu lâu tặng bác cây kiếm nè. Để dành xài chơi bác ơi. Đây đây đây, kiếm cháu để hôm nay nha. Để dành lâu lâu bác xài chơi. Đây nữa nè. Để đâu kiếm chỗ để kiếm cho bác ấy đi. Này mình tặng bác ấy mấy cây kiếm cũng được được đi. Đúng không? Mình là bản thân của nhau mà bác dân làng nha. Đấy bác ừa luôn kìa. Thiệt tình bác dân làng quá là tốt luôn. Không biết bản thân còn gì ở đây không ta. Bản thân còn gì ở đây không nhờ. Bản thân còn gì trên đây không. Ui, bản thân có sách chậm hỏng phôi bụi Netherite luôn. Bé dân làng là bạn thân của mình mà thích biết mình thích Netherite á, nên cứ giấu giấu để dành mình lấy tới là cho, mình chắc chưa kịp cho. Thiệt luôn, lâu lâu thăm bạn lại quá vui luôn. Quá hên, quá hên. Rồi, tiếp tục đi thôi. Lại gặp thêm ở tòa tháp đó kia kìa. Không thèm lại luôn. Ủa cái gì? Sao không có tiếng thú thù lưu rồi? Ui, cái quần đùi gì vậy? Ủa là sao? Qua đây lâu lâu mình cứ bị mù lòa à. Sợ thật. Huống hồn chim én. Mặc dù biết bay nhưng mà kiểu mất tầm nhìn tạm thời, nhìn sợ thật. Để mình kiểm tra con vật ở bên đây nó có khác gì con vật bình thường không nha.
Ê, ê, con bò bên đây hung dữ lắm. Con bò bên đây là nó hút mình, nó tấn công mình luôn á. What the hell? Bên thế giới này nguy hiểm quá, bò mà cũng quýnh mình được luôn. Đồ ghê ghê đó. Nè lại gặp thêm thanh máu con Crystal Golem là hai con luôn. Mà chẳng thấy nó đâu. Tìm lâu lâu mới gặp, hơn gặp đương con nãy. Hay là tại mình chưa mở khóa ra ta. Để bây giờ mình coi coi ở đây nó có một cái translation letter. Chắc mình phải làm cái này quá. Để mở khóa Abyss Guidebook. À, vậy là phải có cái đó thì mình mới mở khóa được cái quyển sách này nè. Hay sao ấy? Chắc phải quay xe về nhà chế cái đó thử thôi. Chứ qua đây mình không thấy boss các thứ á. Bực lắm. Một cái lá thư phiên dịch đó thì mình cần phải tốn một chút giấy. Đây. Úi. À đúng rồi, đúng giấy rồi. À, ngoài ra thì cần có thêm Loran và mắt của Ender. Mắt của Ender, Loran thì có đây luôn. Rồi, làm thôi. À, coi công thức lại. Đây, 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 đây. Xong. Wrap the translation later. Hãy kiểm tra công thức. Hay là mình craft lại giống như vậy ta? This letter will unlock the Abyss Guidebook. À, đây nè. Trời ơi, phải mình làm quyển này thì mình đỡ mất công làm cái kích hoạt không? Thôi, cái thành tựu này thành tựu gì? Enter the Abyss. À, tức là mình đi qua thế giới Abyss đó hả? Ủa, mình đi qua rồi mà ta. Có cần mình đi qua lại cái nữa không? Chắc mình cần phải đi. Ôi, nó đâu lạc trôi đây vậy? Lạc trôi nè, hên quá. Dẫn thú tiêu kịp. Đi qua lại. Mở ra chưa? 100% xong cho mình nhận thưởng ta. Obtain the Abyss End. Ui, nó còn có những cái quyển sách ảo ma Canada lắm. Lạ thiệt. Không ổn rồi, không ổn rồi. Những cái kiến thức mình biết về cái thế giới Abyss này còn rất là mơ hồ luôn. Mình cần phải có thời gian để nghiên cứu thêm. Và trong ngày hôm nay thì mình đã kích hoạt thành công cái cánh cổng Abyss đó, qua bên bển và khám phá sơ sơ rồi. Nói chung đó là một thế giới rất là đáng sợ khi lần đầu bước vào ha. Và mong rằng mình sẽ sớm giải đáp được những cái thắc mắc mà mình vướng phải trong ngày hôm nay, để những chuyến khám phá sau mình có thể khám phá tất tần tật ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.